Xin chào tất cả các bạn, trên tay mình ngày hôm nay đây là chiếc tai nghe XBA-H1 đại diện đầu tiên trong cái dòng tai nghe hoàn toàn mới được Sony giới thiệu trong năm 2013 vừa qua tại IFA. Như các bạn đã biết, trước đó thì Sevenet đã từng giới thiệu với các bạn nhiều dòng tai mà trước đó Sony đã làm khá là thành công, ví dụ như Sony 10R hoặc là 1R Mark II. Nhưng mà với cái dòng tai nghe H hoàn toàn mới này thì Sony đã chứng minh cho mọi người thấy rằng thì hãng không phải chỉ một kẻ chỉ biết sơn lại vài con ốc và làm mới lại một chút về ngoại hình, và thế là đã có một sản phẩm mới. Và cái việc mà ra được cái dòng tai nghe hoàn toàn mới này chứng tỏ rằng hãng vẫn còn rất là nhiều sự sáng tạo cũng như sự nghiên cứu để cho ra sản phẩm mang công nghệ hoàn toàn mới. Và chiếc tai nghe XBA-H1 ngày hôm nay mà chúng ta trên tay sẽ chính là đại diện đầu tiên cho cái dòng tai nghe mới tinh này. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng nhau mở hộp chiếc sản phẩm này. Như các bạn có thể thấy thì khác với hầu hết những chiếc tai nghe khác trên thị trường thì các bạn có thể thấy lần này toàn bộ dòng XBA này, ngay từ model thấp nhất là H1 thì Sony đã có một cách đóng hộp rất là khác. Các bạn có thể thấy chỉ rất là nhỏ gọn thôi nhưng mà rất là lịch sự, không màu mè và đơn giản mà thôi. Và khi các bạn mở hộp ra rất là tiện lợi như thế này thì ngay ở phía trên các bạn có thể nhìn thấy chiếc tai nghe của chúng ta được đựng ở trong cái khay nhựa này. Và khi các bạn lôi khay nhựa này ra thì sẽ thấy toàn bộ cái dây của nó là màu đỏ pha lẫn đen, rất là đẹp. Và đây là hàng được phân phối chính hãng bởi công ty Sony Việt Nam, do vậy thì các bạn sẽ có thêm một cái phiếu bảo hành nữa. Và tai nghe này sẽ được bảo hành trong vòng 1 năm tính từ ngày các bạn mua. Tiếp theo là một cái túi đựng để các bạn có thể nhét chiếc tai nghe này và đỏ vào túi khi đi đường. Lần này thì với chiếc tai nghe XBA-H1 này thì Sony đã cung cấp cho bạn một lượng silicone tip cực kỳ phong phú. Như các bạn thấy thì không phải chỉ có riêng ba cái bộ silicone tip rất là bình thường mà các bạn thấy Sony đã để trong cái túi này. Kèm theo đó thì XBA-H1 còn được kèm theo một dạng tip hoàn toàn mới mà Sony gọi là isolation tip. Nếu như các bạn còn nhớ ở trên những cái thế hệ tai nghe cũ trước đó của Sony thì cái isolation tip này nó chỉ đơn giản là Sony nhét vào trong cái tip silicone bình thường, một cái chất liệu mút để có thể tăng cái độ cách âm khi các bạn đeo tai nghe lên. Nhưng mà đến cái XBA-H1 này thì Sony đã cải tiến điều đó bằng việc thay cái chất liệu mút đấy bằng một cái vật liệu hoàn toàn mới, đó là bọt biển. Ưu điểm của bọt biển so với xốp mút ở lần trước các bạn thấy thì đó là nó có khả năng nhớ, và khi các bạn bóp vào như thế này nó có khả năng nhớ cái trạng thái đấy và giãn ra lâu hơn. Và điều đó thì đồng nghĩa với cái việc mà các bạn có thể fit vào tai mình tốt hơn rất là nhiều so với cái thế hệ isolation tip cũ. Khác với cái dòng tai nghe như 10R hoặc là 1R Mark II trước đấy mình đã giới thiệu thì các bạn có thể thấy cái tờ hướng dẫn sử dụng của nó được Sony làm vừa to vừa dày. Thì đến chiếc H1 này thì khá là keo kiệt khi mà hướng dẫn sử dụng của bạn chỉ đơn giản là một tờ giấy này và nó lại còn là giấy tái sinh nữa. Dù sao thì điều này cũng không quá quan trọng bởi vì phần lớn các bạn chả bao giờ đọc cái hướng dẫn sử dụng này khi mà dùng tai nghe cả. Ngoài ra thì ở chiếc H1 này Sony còn cho chúng ta thêm hai phụ kiện nữa. Đầu tiên là một chiếc kẹp để các bạn có thể kẹp dây tai nghe ở trên áo, và một cái cọng quấn dây để các bạn có thể quấn dây vào trong trường hợp mà bạn cảm thấy dây của H1 quá dài. Và đó là toàn bộ những thứ mà đi kèm theo H1. Và bây giờ chúng ta cùng nhau quay trở lại với chiếc tai nghe H1. Như ở đây thì hẳn là nếu mà nhìn lần đầu thôi và nếu không được cầm trực tiếp trên tay thì hẳn là rất khó để các bạn có thể đoán được cái chất liệu mà làm nên cái housing của chiếc H1 này, đó là kim loại hay là nhựa. Và thực tế thì câu trả lời từ phía Sony thì toàn bộ cái tai nghe này làm bằng nhựa. Tuy nhiên thì Sony đã làm rất là khéo léo khiến mà các bạn khi nhìn vào thôi thì gần như các bạn ai cũng sẽ đều tưởng là bằng kim loại hết. Rất là sang và đẹp. Dường như là Sony thì chưa bao giờ để chúng ta phải thất vọng với khoản thiết kế này cả. Nếu như các bạn đã từng nhìn quen những chiếc tai nghe in-ear khác trên thị trường thì khi nhìn sang cái chiếc H1 này các bạn sẽ cảm thấy cái housing của nó khá là dị vì nó không theo cái dạng tròn tròn mà nhét vào tai truyền thống. Và như các bạn thấy ở đây thì nó dạng hình khối và khá là dày. Và điều này thì đến từ việc dòng H này mà đại diện hôm nay của chúng ta là H1 thì được Sony định nghĩa là một dòng tai nghe line, tức là line giữa hai loại driver mà trước đây các bạn đã thấy, đó là driver dynamic và driver BA. Chính vì như vậy, ở trong cái housing này các bạn sẽ thấy có tận hai cái driver liền. Chính vì như vậy nên là sẽ giải thích cho các bạn lý do tại sao mà housing của H1 lại dày như vậy. Và như mình đã nói từ nãy đến giờ thì toàn bộ cái tai nghe H1 này đều được làm bằng chất liệu chỉ bằng nhựa. Do vậy toàn bộ cái phần mà các bạn thấy bóng như kim loại ở đây thì thực chất là được hãng xi mạ kim loại lên để có thể tạo cảm giác giống kim loại nhất có thể. Tuy nhiên thì cái việc làm này theo mình nghĩ là có hại nhiều hơn là có lợi. Bởi vì sao? Khi các bạn mới mua về thì nó mới như này thôi. Nhưng mà sau một thời gian sử dụng, nếu như mà các bạn bảo quản không kỹ
mà để nó vứt nó vào túi và để cọ sát nhiều thì mình chắc chắn rằng là cũng giống như cái dòng XPA trước đó mà Sony đã làm, thì chiếc H1 này sớm muộn gì nó sẽ bị bong cái lớp sơn mại ra thôi, và nó sẽ để lộ ra cái lớp nhựa ở dưới khá là xấu. Nhưng tuy nhiên thì điều đó có thật sự xảy ra hay không thì cần phải chờ các bạn sau một thời gian sử dụng mới biết được. Phiên bản H1 mà mình đang cầm trên tay ngày hôm nay thì chỉ là bản sử dụng jack 3.5mm bình thường, do vậy mà các bạn sẽ chỉ hoàn toàn nhìn thấy dây và dây mà thôi, và không hề có một chiếc remote control để các bạn có thể sử dụng trên điện thoại như thường thấy. Và lần này thì có lẽ là Sony đã tiếp thu được ý kiến của người tiêu dùng, khi mà các bạn có thể thấy toàn bộ từ H1 cho đến H3 Sony đều sử dụng dạng dây dẹt và có vân để chống rối. Và như vậy thì đồng nghĩa với việc là cáp trên H1 các bạn có thể yên tâm về chất lượng của nó, rất chắc chắn, rất là bền. Cho các bạn trông nhỏ này thôi nhưng mà thực sự rất là bền. Và thêm một cái nữa là các bạn có thể chống rối được với kiểu cáp dạng dẹt như này. Một điều mà có lẽ là nếu như các bạn nào mà dùng những thế hệ in-ear trước đây mà dùng dây tròn thì rất hay gặp phải, rất là phiền phức khi mà gặp phải cái vấn đề này. Và như vậy là mình đã giới thiệu xong các bạn bài mở hộp về chiếc tai nghe XPA H1 đến từ Sony. Và để biết thêm chi tiết về thông số kỹ thuật cũng như giá bán của chiếc tai nghe này, xin mời các bạn truy cập vào trang chủ của Sephonet để biết thêm chi tiết. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi.